Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách làm tương hột đậu nành hảo hạng. Không cần xài móc, chỉ cần lên men tự nhiên từ cái thính. Mà thính hôm nay mình sẽ xài cái loại đặc biệt, đó là cái hạt mầm lúa mì rang. Hạt mầm lúa mì này các bạn không phải tự rang mà họ bán sẵn. Nếu mà bạn không có xài lúa mì rang thì bạn có thể xài hạt mè thay thế, hạt mè cũng rang và xay nhuyễn ra. Đây là thành phẩm của mình, bạn thấy cái hạt nó nguyên hạt mà rất là mềm, màu tươi đẹp. 2 năm trước mình cũng đã làm rồi nhưng mà không có được đẹp. Lần này mình làm lại với công thức chính xác hơn. Đây là một cái bao đậu nành có là 340 g, mình xài hết luôn. Mình đem mình rửa, đặc biệt là lần này mình làm không ngâm, nhưng mà cách nấu của mình sẽ bảo đảm ra cái hạt đậu rất là ngon. Mình chỉ rửa cho sạch, mình lựa ra những cái hạt nào mà nó thấy đổi màu á, nhưng mà cái bao này mình không có bỏ hạt nào hết, mình thấy nó rất là tốt. Thì mình rửa cho đến khi nào mình thấy nước nó trong mới là sạch, rồi mình đem vô nồi mình nấu thôi chứ không có ngâm. Mình bỏ vô nồi, cái nồi này là nồi instant pot, nhưng mà mình sẽ nấu nó với lại cái function nó là slow cook, tức là nấu chậm á. Mình sẽ bỏ vô 1 lít nước là tương đương với 4 cup. Bạn có thể bỏ vô cỡ 700, 800 cũng được, cỡ 3 cấp cũng được, bỏ nhiều cũng được. Tại vì mình nấu slow cook á, nó chậm, thành ra nó không có sôi trào gì hết. Mình 4 tiếng đồng hồ, mình bấm slow cook 4 tiếng. Nếu mà bạn nấu nồi thường á, thì có thể là nhiệt độ cao hơn thì cũng khoảng 2-3 tiếng gì đó. Còn nếu mà nấu instant pot này mà bạn nấu nhanh á, thì cỡ 30 phút. Bạn thấy không, bóp là mềm xèo ra luôn, không cần lột vỏ, tại vì cái vỏ này nó cũng làm cho cái tương của mình thấy nó không ảnh hưởng gì mà ăn thấy ngon nữa. Bây giờ thì mình pha vô 250 g, cũng 250 ml luôn á, tương đương với 1 cup. Nước tương này là nước tương mặn, tại vì có 2-3 loại nước tương, các bạn tùy nha, không phải loại nước tương nào cũng giống nhau. Mình có 3 chai nước tương khác nhau, cái loại thì nó đề 35% less sodium, tức là cái muối nó thấp hơn á. Thành ra mình làm cái loại này á, thì mình nêm ít muối, mình cho vô 1 muỗng canh hắc xì dầu. Hắc xì dầu là cái dark soy sauce này, để mình lấy màu đó. Chứ nếu không á, thì cái màu của mình, cái hạt đậu nó hơi vàng vàng đậm đậm thôi. Mình có cái hạt xì dầu vô thì nó, mình cho vô là 150 g đường. Đường của mình này á, là đường vàng, rồi đường dẻo, đường tùm lum, miễn sao bạn bỏ vô tùy bạn nha. Người Trung á, thì ăn ít ngọt, mình bỏ 150 vô là mình ăn vừa. Còn bạn có thể là ăn ngọt hơn thì bỏ nhiều hơn. Đúng ra là mình ăn ít hơn á, nhưng mà làm công thức mình phải để vô là 150. Sau đó là mình sẽ xay 100 g gừng. Gừng này bạn có thể gọt sạch vỏ hoặc là để nguyên vỏ rửa sạch cũng được. Rồi mình xay nhuyễn ra, mình bỏ thẳng vô nồi luôn. Rồi mình khuấy lên cho nó đều đều, không cần hớt bọt hay gì. Đặc biệt nha, mình nấu 4 tiếng đồng hồ, cái cha sót một miếng gừng. Mình nấu 4 tiếng đồng hồ, cái nước đậu á, nó ra màu vàng luôn, ra đậm luôn á. Bây giờ mình cho vô từ 1 muỗng cà phê, hoặc là 2 muỗng, hoặc là 1 muỗng canh, là tùy theo cái nước tương của bạn xài là nước mặn hay là nước trung bình. Mình thì mình xài, đầu tiên mình bỏ vô 1 muỗng cà phê, sau đó mình bỏ thêm 1 muỗng nữa, bọt kệ nó, không cần hớt bọt.
Bây giờ thì mình tiếp tục mình nấu 30 phút slow cook nữa. Không cần khuấy, không cần gì, mình đậy nắp, mình để đó 30 phút nữa để cho cái xì dầu, nước tương, muối và đường gì để nó thấm vô cái hạt đậu. Mà hạt đậu mình còn đã mềm rồi thì thấm vô dễ. Nếu mà bạn nấu mà chưa mềm á, mà bạn bỏ đường, bỏ muối được vô, cái nấu rồi chập cái lẫn cứng hạt đậu lại luôn á. Đậy nắp slow cook, không cần xài cái van, không cần đậy lại, chiếc cha cứng cứng ngắt ra, mở không ra. Rồi kêu người mở giùm. Rồi bạn thấy không, cái này là mầm lúa mì rang. Mua cái chai này mấy đồng đó mình quên rồi. Mình sẽ cân vô là 50 gram thì nó tương đương với cỡ nửa 1/3 cốc. Rồi nếu mà bạn, như hồi nãy mình nói, nếu mà bạn không có cái này á thì bạn có thể xài nếp, nếp hoặc gạo hoặc là mè mình rang lên. Đây là công thức của mình, mình ghi tổng quát hết cho các bạn. Cái chai đó mà germ, mình bỏ cái thính là cái hạt mầm lúa mì rang của mình đó, vô từ từ. Bạn thấy 30 phút là cái hạt đậu của mình nó thành ra màu nâu đỏ luôn á. Mình bỏ vô thì mình cũng khuấy từ từ, không thôi nó vón cục lại. Mình bỏ từ từ vô. Bảo đảm của bạn nó ngon lắm. Mình làm cái này ra, cái là mình, bạn có thể là ăn kho cá, kho thịt, ăn chay, ăn là làm nồi xay ra để chấm, làm nước chấm, chấm bánh bánh cuốn, thịt nướng. Mình trong khi mà mình bỏ đồ vô đây ấy là lửa vẫn có nha, mình lửa thấp thôi. Bạn nấu nồi thường thì mình để lửa riu riu. Sau khi mình bỏ bột vô xong rồi á thì mình đậy nắp. Mình nấu nó 5 phút nữa slow cook để cho cái bột nó thấm với đường, để mình để cho nó không, nó lâu hư á. Rồi, chỉ có vậy thôi, bạn thấy đơn giản không? Mình nấu slow cook cho nên mình không có cần mà ngâm. Bây giờ mình tiệt trùng tại chai lọ. Bởi vì mình nấu bằng cái nồi Instant Pot đó, sẵn cái nồi, tại sao không có lục luôn cái chai lọ cho nó vệ sinh luôn. Với lại mình bảo đảm cho để được lâu. Mình chưa tính được bao nhiêu cho nên có bao nhiêu chai hũ mình bỏ vô hết. Chứ thực ra nó chỉ cần là 3 cái hũ, mỗi cái hũ đó là cỡ 2 cấp, gần 2 cấp, mà kể như 2 cấp đi, là mình làm ra là mình sẽ có 6 cấp tương. 1 cấp là 250ml. Cái đó là cái phễu để bỏ vô cho nó khỏi dính tùm lum cái miệng. Rồi mình muốn là mà tiệt trùng á, thì mình bỏ như các bạn đã nhìn lên màn hình đó. Rồi mình đổ vô 1 cấp nước, xong rồi mình bấm steam. High pressure là 1 phút. Xong là mình để đến khi nào cái veo nó có bập xuống là lấy ra thôi. Rồi bây giờ thì nói ví dụ như là mình vừa nấu xong nó còn nóng mình bỏ vô cũng được, hay là chờ nguội không quan trọng. Nhưng nếu mà chờ nguội thì các bạn cũng đậy lại, chứ không thôi bụi bặm nó vô nó mau hư đồ của mình. Nhìn kỹ lại mấy cái hạt, bạn thấy không, hạt nào nguyên hạt nấy à, nhìn hấp dẫn lắm. Bảo đảm bạn làm thử đi. Rồi, bây giờ mình chỉ có việc là sang vô hũ được 3 cái hũ, mỗi hũ là 2 cốc, là nửa lít á. Như vậy là mình có được 1,5 lít. Làm cái này không cần móc, không cần mua móc rồi mất công, rồi cũng làm kiểu khác. Rồi cái này mình xài móc là móc của xì dầu, nước tương có sẵn móc ở trong đó rồi. Rồi mình xài cái mầm lúa mì rang này, nó lại xài, mình để lâu thì nó lên men tự nhiên ở trong cái tác dụng với lại những cái hạt đậu mình hầm rồi á.
cái vá mình không có tiệt trùng là bởi vì cái vá mình nấu, mình khuấy trong nồi nóng như vậy đã đủ chín ngấm mấy cái con vi trùng gì cũng chết ngấm rồi. Bưng đổ vô cũng được nhưng mà mình làm vậy bạn thấy là nó nhanh, thay vì mình phải ngâm đậu đêm đến sáng 8 tiếng đồng hồ mà mình ngâm đậu như vậy là cái hạt đậu, cái vỏ nó dễ bị rớt ra lắm, nó không mấy. Thành ra mình nấu theo kiểu này. Bạn nào có cái nồi nồi slow cook hoặc là cái nồi instant pot hoặc là nồi thường thì nấu chậm hơn thì đậu nó sẽ ngon hơn. Đó, nhìn lại sản phẩm của mình, cái hạt mà hạt lúa mì á, nó không có xay mịn, thành ra bạn nhìn lợn cợn, nhưng mà khi mình ăn á nó thơm, tại vì cái mầm đậu, cái mầm lúa mì nó lên mầm á, mình ăn nghe giống như cái mùi đậu rang á, nó thơm lắm. Cái này để làm bánh mì, mình mua mình làm bánh mì đấy chứ. Nhưng mà mình chia sẻ với các bạn cái cách, nhiều cách dùng của cái hạt mầm lúa mì. Về giá trị dinh dưỡng nó cũng rất là cao. Nếu mà các bạn nào thích á, thì mua về xài rồi đọc cái giá trị dinh dưỡng của nó rất là thích luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.